Vừa qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác cơ giới hóa đào lò tại Than Nam Mẫu. Sau kiểm tra bình đồ và qua hệ thống quan sát điều khiển sản xuất tại Trung tâm Điều hành Sản xuất Cộng 125, đoàn đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường sản xuất, phân xưởng đào lò 1. Đây là đơn vị được đầu tư nhiều thiết bị cơ giới hóa đào lò của Than Nam Mẫu và đang áp dụng hiệu quả hệ thống xe khoan xúc đa năng hiện đại đầu tiên của tập đoàn. Xe khoan xúc đa năng có công suất lớn, tốc độ khoan nhanh kết hợp cùng với gầu xúc ngược linh động. Sau khi đưa vào sử dụng và được công ty chế tạo thêm hệ thống cầu truyền tải di động phục vụ công tác vận tải, hệ thống xe khoan đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, tốc độ đào lò được đẩy nhanh. Từ 55 mét lò đá một tháng, ngày đưa vào hoạt động, nay đã tăng lên 78 mét một tháng. Dự kiến trong thời gian tới, đơn vị phấn đấu đào 100 mét lò đá một tháng. Hôm nay đoàn rất là vui mừng phấn khởi, được xuống trực tiếp chứng kiến và trò chuyện với công nhân thì mới thấy được một cái không khí thi đua lao động sản xuất hết sức sôi nổi, đặc biệt là cái đội ngũ công nhân viên chức thực hiện trong cái sản xuất kinh doanh tại các cái gương lò này thì cải thiện những cái điều kiện làm việc rất là tốt, đồng thời với nó đấy nó đang mang lại cái thu nhập rất là cao. Do vậy chúng tôi đánh giá cao và cái nghị quyết chuyên đề của đảng ủy công ty về vấn đề nâng cao và đẩy mạnh cái tốc độ đào lò để chuẩn bị diện sản xuất cũng như cải thiện điều kiện làm việc của công ty để phấn đấu hoàn thành cái kế hoạch sản xuất năm nay và tạo một cái diện sản xuất có thể nó rất bền vững cho những năm sau này. Xác định công tác đào lò là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết để đảm bảo diện sản xuất cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Thời gian qua, công ty Than Nam Mẫu đã tập trung đầu tư, áp dụng nhiều thiết bị cơ giới nhằm đẩy nhanh mét lò đào cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Theo kế hoạch, đến hết quý 3 năm 2020, sẽ hoàn thành cơ giới hóa công tác đào lò tại các đường lò bằng trong toàn công ty. Đây cũng là cơ sở để Than Nam Mẫu tiếp tục triển khai hoạt động cơ giới, cơ khí hóa các lĩnh vực còn lại nhằm nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.